Ông cháu này định chiến kiểu tóc gì đấy? Ờ, cho cháu chiến kiểu Tommy Selby chú ạ. Cháu à, về nhà uống rượu với bố vợ chú ạ. À, Mafia Anh Quốc à? Mafia Anh Quốc chú ạ. Chiến luôn đi ông cháu ạ. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi đấy. Ôi, quả đầu Tommy Selby bóng ma Anh Quốc đi uống rượu với bố vợ cháu đâu nhỉ chú nhỉ? Đấy cháu, được không? Ôi, quá được chú ạ. Ờ, tính tiền cho chú về mà đi uống rượu đi. Ông cháu chiến kiểu tóc gì đấy? Chú các cháu kiểu Karim Benzema chú ạ. Karim Benzema của Real à? Đúng rồi chú ạ. Thằng quả bóng bàn đúng không? Đúng rồi. Chiến luôn đi ông cháu ơi. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi. Quả đầu Karim Benzema của cháu đâu chú nhỉ? Đây cháu, được không? Đây không phải rồi. Karim Benzema mới đổi kiểu tóc này rồi. Ôi không phải rồi. Chú đây đây, giữ lại dưới đây, chú cho xem đây. Đây đàng hoàng, Karim Benzema đây. Bây giờ nhá, cầu thủ bóng đá nổi tiếng toàn để đâu này luôn. Ông cháu rồi chưa? Ai đổi rồi, mới đổi à, vừa hôm qua xem xong. Mới đổi sáng nay thôi. Lét quá chú ạ. Chú mới cắt cho Benzema đấy. Được được chú ơi. Giống chưa? Giống như ai giờ lướt đúng không? Cháu cắt tóc kiểu gì đấy? Chú cắt cho cháu quả môi gần chéo để trái phố cùng bằng bạn bằng bè đi. Ok luôn đi, chiến luôn ông cháu ơi. Dậy đi cháu ơi, xong rồi đấy. Quả môi gần chéo bằng bạn bằng bè của cháu đâu chú ơi. Đây cháu, được không? Được đấy chú ơi.